thật ra, ta cũng thích ngươi. Sư tôn, ô hô, sư tôn đây là đang thổ lộ với ta. Nhưng hảo cảm của ta đối với ngươi chỉ là trên tình sư đồ mà thôi. Loại tình cảm này vừa là tình thân, vừa là tình yêu ích kỷ. Đối mặt với thế giới bên ngoài, ta tôn sùng tu đạo vô tình. Nhưng khi đối mặt với ngươi, ta lại có một loại cảm giác khó tả. Hóa ra từ trước cho đến nay, sư tôn vẫn luôn giấu giếm cảm xúc đối với ta. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Giải nghĩa, trên người mình không có hai cánh như phượng hoàng ngũ sắc, nhưng vẫn có thể bay đến bên người mà mình yêu. Tâm ý của nhau lại giống như sừng tê giác linh dị, âm thầm tương thông. Ta hiểu tâm ý của sư tôn rồi. Cảm giác của ta đối với sư tôn cũng không tả được. Ta vẫn luôn thích người, nhưng không dám nói ra. Số lần ngươi thể hiện tình yêu chắc không ít đâu ha. Nhưng tình cảm của ta đối với sư tôn thật sự không thể dứt bỏ được. Bởi vì đối với ta, sư tôn là người tốt nhất trên đời này. Đôi khi, ta cũng sợ sư tôn, sợ việc mình nói sai sẽ phá hỏng mối quan hệ của chúng ta. Mà bây giờ, ta đã hiểu được cảm giác của sư tôn đối với ta, thế nên ta cũng không còn băn khoăn nữa. Chắc chắn rồi. Sư tôn là người mà ta yêu nhất. Trương Dật, cái tên nghiệt đồ nhà ngươi. Đủ rồi. Sư tôn cũng có lúc thẹn thùng nha. Ta vẫn không thể chấp nhận tình yêu giữa sư và đồ. Sư tôn suy nghĩ thoáng chút đi. Ta là một con chim. Có một câu chuyện tên là Thần Điêu Đại Hiệp, nói về tình yêu giữa sư và đồ. Ta chưa từng nghe qua câu chuyện này bao giờ. Ta bị làm sao vậy? Đột nhiên lại nổi đóa với Trương Dật. Sư tôn, người đừng áp chế đạo tâm của mình nữa. Đại sư huynh, sư tôn, cuối cùng bọn ta cũng tìm thấy hai người rồi. Đại sư huynh, huynh và sư tôn đây là... Oh my god, đây là trên chiến trường sao? Sư đồ luyến ái, thú vị thật đó. Ô ô. Sau khi sư tôn kết thúc độ kiếp, thân thể suy yếu khiến cô ấy ngã sấp xuống, là ta đã đỡ cô ấy đứng dậy. Đúng vậy, mọi chuyện là thế đó. Các ngươi có tin không? Không tin. Bạch Trạch nghe xong cũng lắc đầu và đi ra. Vừa rồi rõ ràng là công tử đã chiếm tiện nghi mà. Lại nói Trương Dật, ngươi cũng hay quá ha, ngay cả thánh nữ Trần Tiểu Quỳ của Nam Yêu Quốc cũng có thể dắt về đây. Cô ấy là tự nguyện trở thành thị nữ của ta. Đâu phải là ta tự nguyện đâu, rõ ràng là Trương Dật công tử chủ động để cho ta làm thị nữ của ngài mà. Tiểu Quỳ này thật là tàn nhẫn, chắc chắn là sư tôn đã hiểu lầm rồi. Đều là do hệ thống lúc trước để cho ta thu thị nữ. Quả nhiên là bản tính của Trương Dật vẫn không thay đổi. Nhưng thánh nữ của Nam Yêu Quốc làm thị nữ đồ đệ ta, cũng không tồi. Trần Tiểu Quỳ, sau này ngươi nhớ làm tốt nhiệm vụ, giám sát Trương Dật cho tốt vào. Nếu như hắn có làm chuyện gì trái với đạo tâm, ngươi cứ thành thật bẩm báo với ta là được. Cứ giao cho ta. Trần Tiểu Quỳ chết tiệt, liên thủ với sư tôn đối phó với ta. Quả là ta đã thu được một thị nữ cực kỳ tốt. Không ngờ chủ nhân cũng có ngày hôm nay. Đại sư huynh suối quẩy thật đó. Đại sư huynh cố lên. Nhất định phải thay đổi thói cặn bã. Được rồi. Chúng ta vẫn nên trở về đạo tông thôi. Đạo tông. Bọn ta về rồi đây. Sư tôn với đại sư huynh về rồi. Thật tốt quá. À đúng rồi. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Ngươi có biết không? Lần này lôi kiếp đến quá sớm. Mọi người không có phòng bị. Không ít cường giả đã ngã xuống. Chỉ có Liêu Liêu vài người là độ kiếp thành công. Xem ra thiên đạo căn bản không muốn cho mọi người độ kiếp phi thăng. Những cường giả bị lôi kiếp đánh chết nhất định đã bị thiên đạo hấp thu lực lượng. Hiện giờ thiên đạo thay đổi, dường như đã sinh ra bản tính ích kỷ. Tinh. Phát động trường kỳ nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tiêu diệt ý thức tà ác của thiên đạo. Thành công ban thưởng, đạt được lực lượng chúa tể của tu tiên giới. Thất bại trừng phạt, túc chủ sẽ biến mất khỏi tu tiên giới. Thời hạn, trong vòng 100 năm. Hệ thống vậy mà lại muốn ta diệt trừ thiên đạo. Đây là tiết tấu nghịch thiên mà. Nhìn vào hiện giờ ta đang có, đây sẽ là một đoạn đường dài đó. Nhưng vì để sống sót, vì bảo vệ sư tôn, vì con đường tu hành của chính mình, ta thề phải tiêu diệt thiên đạo. Đại Chu Vương Triều đến thăm. Đại tướng quân đến yết kiến. Tại hạ Trương Vũ Phong, tham kiến vô tình tiên tử.
người của vương triều Đại Chu không mời mà đến, là có chuyện gì? Đại tướng quân đầu quấn vải trắng. Chẳng lẽ trong cung có tang sự sao? Sao phụ thân ta lại ở đây? Thánh hoàng độ kiếp thất bại, nên đã băng hà rồi. Lần này ta đến là để mang Trầm Ngư công chúa về, sẵn tiện mời đạo tông tham gia tang lễ. Phụ hoàng, băng hà rồi. Không đời nào. Điều này là không thể. Trầm Ngư, bình tĩnh lại chút đi. Trương Dật cùng Trần Tiểu Quỳ xuất động, mang Trầm Ngư trở về hoàng thành Đại Chu. Ta đến trấn thủ đạo tông, hiện giờ ngay cả vua một nước cũng chết, sợ là thiên hạ sẽ đại loạn. Thời đại các thế lực tranh đấu sắp đến rồi. Ta sẽ mang Trầm Ngư về, sư tôn cứ yên tâm. Chia buồn cùng gia đình. Đại sư huynh. Đại Chu, hoàng cung. Công chúa giá lâm. Đạo tông Trương Dật đến. Đây là hoàng cung sao? Rất có khí thế nha. Là Trương Dật của đạo tông. Hình như hắn vẫn là huynh trưởng kết bái của thái tử thì phải. Thị nữ hắn mang theo cũng không tầm thường. Dường như là thánh nữ của Nam Yêu Quốc thì phải. Dùng thánh nữ yêu tộc làm thị nữ. Sợ là hoàng thất cũng không làm được. Trương Dật thật sự là thần nhân mà. Trầm Ngư, con về rồi sao? Hoàng muội, còn có Trương Dật ca ca. Mẫu hậu, phụ hoàng đã. Người chết cũng đã yên nghỉ rồi, Trầm Ngư chớ buồn. Đại ca à, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau rồi, ta nhớ huynh chết đi mất. Này này này, ngươi là thái tử sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế đó, tỏ ra nam tử hán chút cho ta. Trương Dật còn thu hút cả nam nhân à? Ha ha ha, đều đã mười mấy tuổi đầu rồi mà còn khóc sướt mướt. Không hổ là thằng nhóc thối. Thái tử đệ đệ ngu xuẩn, ngôi vị hoàng đế vẫn là sớm nhường cho ca ca ta đi. Con gái của ma hoàng, Nhậm Thiên Sầu. Đại hoàng tử, Thẩm Trường Thiên. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ tụi mình bằng cách cày view hoặc donate để giúp tụi mình có thêm động lực ra chap nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.